miền Tây sông nước Việt Nam, vốn nổi tiếng là vùng đất của những con người chân chất, mộc mạc và giản đơn. Có lẽ cũng chính bởi tính cách phóng khoáng, cởi mở và dung dị của con người nơi đây đã mang đến màu sắc ẩm thực vô cùng hấp dẫn, đa dạng và dân dã cho vùng đất này. Khám phá về ẩm thực miền Tây luôn luôn là đề tài thu hút và nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người đam mê ẩm thực trên khắp cả nước và thế giới. Văn hóa ẩm thực bao gồm cả phần nguyên liệu, cách chế biến, hương vị, cho đến cả cách trang trí, bày biện và ý nghĩa của món ăn. Vậy điều gì để tạo nên nét đặc biệt cho văn hóa ẩm thực miền Tây? Món ăn miền Tây Nam Bộ theo tôi thì nó mang hai cái đặc trưng. Một là cái tính mộc mạc, giản dị, bình dân của nó, rất hòa đồng với mọi tầng lớp, mọi địa phương, mọi vùng. Thứ hai là về cái chất của món ăn thì nó không có cầu kỳ, nó đậm cái chất hương vị quê hương. Mặc dù nó đơn giản nhưng mà nó khá là ngon và nó chứa một cái chút gì đó tình cảm, nó khác hẳn với những cái món sang trọng hoặc là lai về văn hóa Á Âu. Nhắc đến ẩm thực miền Tây Nam Bộ, không thể nào không nhắc đến vùng đất Sa Đéc. Không chỉ nổi tiếng bởi hương thơm, sắc hoa ngào ngạt, nơi đây còn là vùng đất của nhiều món ăn hấp dẫn. Đặc biệt như hủ tiếu Sa Đéc, bánh phồng tôm Sa Giang. Và không thể không nhắc đến món bánh tằm bì thơm ngon với sự kết hợp, hòa quyện độc đáo giữa độ béo của nước cốt dừa và vị mặn mà của chén nước mắm. Đối với ông Nguyễn Văn Tài, một người con Sa Đéc chính gốc, ẩm thực quê nhà như một phần máu thịt trong con người ông. Riêng đối với bánh tằm, đó không chỉ là món ăn mang hương vị quê hương, mà hơn hết, đó còn là một phần ký ức tuổi thơ mà ông Tài không thể nào quên được. Theo tôi biết là từ thời bà nội làm mà phải xe từng con, nó dài dài giống như là cọng bánh tằm. Sau một khoảng thời gian, khoảng thập niên 70 thì tôi thấy ông nội tôi làm một cái khuôn làm bằng cái đòn bẩy, kẻ cái dáng ngựa ra, mới để khuôn bánh tằm đó nó làm, gây cho tôi những cái ấn tượng lắm. Những cái ấn tượng là làm một cái đòn bẩy rồi mấy ông cháu đứng ở phía sau đòn mới ép xuống mới ra thành những cái con bánh. Đó, những cái đó mà nó cũng làm cho tôi khó quên. Để cho ra đời một món bánh tằm bì hấp dẫn, thơm ngon, chúng ta cần phải có 5 nhóm thành phần chính là bánh tằm, phần bì heo, nước cốt dừa, nước mắm và phần rau ăn kèm. Trong mỗi thành phần đó lại bao gồm nhiều nguyên liệu khác nhau, tạo cho món ăn sự đa dạng, phong phú nhưng cũng không kém phần bổ dưỡng, ngon miệng. Dinh dưỡng là trong đó, trong dĩa bánh tằm mình thì có gạo rồi, rồi chất bột, rồi có bì thì có thịt heo nạc trong đó, rồi có nước cốt dừa, có rau nè, có giá nè, đó, thành ra nó có cái nhiều cái vitamin B nè, vitamin A nè, rồi cộng với nước mắm và hòa quyện với xíu mại nữa, nó làm cho cũng nhiều người thích là như vậy. Thành phần quan trọng nhất quyết định đến hơn 50% chất lượng của món ăn, đó chính là phần làm bánh tằm, với nhiều công đoạn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chăm chút của người đứng bếp. Các bước thực hiện phần bánh tằm như sau. Đầu tiên, phải ngâm gạo để hạt gạo nở to. Bước thứ hai, chúng ta tiến hành xay gạo. Trong quá trình xay, ta cho vào một chút bột năng để tạo độ kết dính cho phần bột bánh, đồng thời cũng thêm một chút muối để tăng thêm hương vị đậm đà. Sau khi trộn chung hỗn hợp giữa gạo và bột năng, ta sẽ cho vào máy đánh để làm mịn phần hỗn hợp này.
tiếp đến là khâu khuấy trùng bột trên bếp để làm bột đông đặc lại. Để nguội bột trong khoảng 5 phút. Sau đó, Tài sẽ tiến hành nhồi bột. Nhồi xong, Tài đưa bột vào máy ép. Ép bột thành từng sợi nhỏ, hay còn gọi là bắt thành từng con bánh tằm. Bước cuối cùng, ta cho bánh vào nồi hấp cách thủy. Đây, nước đang sôi. Sau khoảng từ 10 đến 15 phút, ta đã có phần bánh tằm hoàn chỉnh. Làm bánh tằm này á, không phải xay bột ra rồi khuấy trùng rồi ép con, nhưng mà mình còn phải qua cái khâu kỹ thuật là đánh bột. Nếu chúng ta không có cái kỹ thuật đánh bột tốt thì không bao giờ cọng bánh tằm được dai. Muốn cọng bánh tằm được dai giòn thì chúng ta không phải để hàn the hay là một cái hóa chất hóc môn nào, nhưng mà phải qua cái khâu đánh bột. Đánh bột trong một cái thời gian nhất định đó, nó mới làm cho cọng bánh tằm dai và ngon được. Một đĩa bánh tằm thơm ngon, hấp dẫn thì không thể nào thiếu sự hiện diện của những sợi bì heo đậm đà, hòa quyện của những nguyên liệu như da heo, thịt heo nạc, thính và các gia vị. Cùng chén nước cốt dừa ngọt béo, được làm từ dừa nạo nguyên chất, kết hợp với vị đậm đà của chén nước mắm. Và tất nhiên cũng không thể bỏ sót những loại rau ăn kèm như dưa leo, giá, rau thơm, cùng vị chua chua, ngọt ngọt của những miếng dưa chua, trắng, đỏ, điểm xuyến trên mặt đĩa. Ngoài ra, cũng có thể ăn kèm với xíu mại, nem nướng để tăng thêm hương vị. Tất cả tạo nên một món bánh tằm bì hấp dẫn, thơm ngon, hòa quyện giữa mùi vị ngọt béo của nước cốt dừa với vị đậm đà của nước mắm. Một sự kết hợp phá cách nhưng độc đáo, thú vị, làm nhiều người không khỏi ngất ngây. Là món ở quê của tôi cho nên là rất thích món này. Đặc biệt là thích cái bì với nước cốt dừa. Một quán mà nấu làm một món bánh tằm bì mà những cái cọng bì có thính như thế này rất khó, cho nên là tìm được quán này. Muốn vô thử ăn như thế nào để ăn thì nhớ lại cái hương vị của đúng mà mình ăn ở quê. Món tằm ở đây rất là ngon, với nước cốt dừa, nước mắm và vị béo béo béo. Mình rất thích. Mình hay dẫn bạn bè đến đây ăn thường xuyên. Mang lại cảm giác giống như là mình không còn nhớ quê nữa. Mỗi lần nhớ quê là đây ăn rồi thưởng thức nhạc quê hương, ăn món quê hương. Nên là cảm giác rất là tuyệt, rất là thoải mái. Không chỉ thu hút những người con miền Tây xa quê tìm đến món ăn dân dã này để vơi bớt nỗi buồn xa xứ, bánh tằm bì nơi đây còn hấp dẫn cả bạn bè quốc tế. Tôi thấy món bánh tằm này rất là ngon. Đấy là lần đầu tiên mà tôi được ăn bánh tằm và tôi rất là thích thú được khám phá một món đặc sản của Đồng Tháp. Tôi thấy đậu phộng rồi nước mắm, cốt dừa ở đây rất là ngon. Thì tôi là người Mỹ và người Mỹ khi mà nói về món ăn của Việt Nam thì chỉ mới biết phở thôi, thì chỉ biết ăn phở nước thôi. Vậy là mình rất là thích khám phá một cái món mới như vậy, không có thấy đơn giản đâu. Tôi rất thích món ăn này. Nó thật sự rất đặc biệt với sự kết hợp hòa quyện của nhiều thành phần như thịt, bánh tằm, nước cốt dừa, rau xanh, thật sự rất tuyệt vời. Trong không gian ấm cúng với những chiếc rổ tre, ngọn đèn dầu hay hình ảnh của vùng sông nước xe đét,
Thực khách vừa thưởng thức món bánh tằm bì ngọt béo, đậm đà, vừa như được hòa mình vào không khí trong lành của vùng đất dung dị, chân chất này. Giữa lòng Sài Gòn, tìm được một không gian đậm hương vị Sa Đéc như thế này, quả thật cũng có phần hơi khó. Tôi mà mạnh dạn mà đến đây để mở một cái quán hủ tiếu bánh tằm của một cái vùng miền Sa Đéc của mình là tại vì nó có những cái đặc trưng riêng của miền Tây mình. Tất cả món ăn làm từ những hạt gạo nguyên chất, không có pha chế, và nó làm cho cái món ăn của mình có rất nhiều dinh dưỡng của từ hạt gạo. Lúc nào cũng giữ cái bản gốc của thôn quê mình, của bản xứ mình. Vì bản xứ mình, vì quê Sa Đéc của mình phải làm đúng như bản gốc của mình, có một cái hương vị riêng của giữa lòng thành phố này. Chứ nếu tôi lên đây rồi tôi phải làm theo những cái gì ở thành phố này thì nó làm lu mờ đi hai chữ Sa Đéc. Bánh tằm bì là món ăn quen thuộc của vùng sông nước miền Tây. Hầu như ở bất cứ vùng miền, địa phương nào ở Tây Nam Bộ, nhà nhà, ai ai cũng biết đến món bánh này. Tuy bình dị, không cầu kỳ, hoa mỹ, nhưng món ăn này là món ăn không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực miền Tây. Hình thức bên ngoài thì nó không có hơn gì tất cả các món ăn khác, nhưng cái dĩa bánh tằm này nó động lại trong cái dĩa là trong những cái tình cảm tôi đã có nói buổi ban đầu, cái tình cảm của những đứa con miền Tây Nam Bộ xa quê. Cái bánh tằm này nó làm từ cái thời hồi thập niên 60-70 về trước cho tới bây giờ nó vẫn còn giữ được cái bản sắc chính của nó. Thành ra những đứa con miền Tây mà đến đây ăn so với ở trên Sài Gòn này nó có khác biệt về hình thức, nhưng về nội dung nó rất là sâu. Nó rất là sâu là đây là cái món ăn truyền thống của quê hương mình, của ông bà mình, mà hiện nay Sa Đéc quán còn giữ được cái nét đó. Đó, thành thử từ chỗ đó mà làm cho tôi thêm nhiều nghị lực để mở ra cái quán bánh tằm Sa Đéc này. Món bánh tằm bì Sa Đéc không chỉ đặc trưng bởi được làm hoàn toàn từ hạt gạo nguyên chất để giữ được độ dai cho từng sợi bánh, mà còn độc đáo bởi sự kết hợp hòa quyện tuyệt vời giữa hai mùi vị mặn ngọt tưởng chừng như đối lập nhau. Những ngày Sài Gòn nắng mưa thất thường như thế này, được ngồi thưởng thức hương vị mộc mạc dân dã của miền Tây Nam Bộ, vùng sông nước thấm đượm tình người chan hòa, dung dị thì còn gì thú vị bằng. Dường như tính cách phóng khoáng, cởi mở, gần gũi của những người đầu bếp đã thổi hồn vào món bánh dân dã này để biến nó trở thành một nguồn động lực, xoa dịu nỗi nhớ quê hương cồn cào, tha thiết của những con người miền Tây xa xứ.